lấy cái tên mà nghe thôi là mình biết những cái con ngừ này là nói không có thua gì tôi hết trơn trọi đó thưa quý vị. Ngừ chơi mà bây giờ lấy tên tía lia. Thầy Khôi. Hỡi cô tròn tròn, em bao nhiêu tuổi, cô có lóng chày hay chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, em vừa đôi tám, vẫn chưa có mong nào. Sẵn tiện cho anh hỏi luôn nha, cho hỏi cái em kế bên, em xinh như thế, có người yêu chưa? Anh hỏi thì em xin thưa, em đây chưa có. Hay là sao nè? Hay là mình băng tiền. Trời ơi, nhà trai nhà gái mình hợp nhau quá, mình gì okay, okay, nhà đi. Về chung. Okay. Nhà đi. Rồi. Đúng không? Rồi, hợp quá. Mình phải sáp vô làm thành một đội thôi. Đây là bốn thành viên của đội Tí Li. Mới ra là coi bộ nói cũng quá trời nói. Mong phải nói nhiều không thôi nghe, mà còn nói khéo nữa, nói hay nữa, có hò này kia nữa. Cho hỏi chẳng ai các em công việc hiện nay là gì, từng thành viên giới thiệu nào. Em tên là Lâm Minh Khôi, em là sinh viên năm cuối của trường đại học Lạc Hồng Đồng Nai. Còn em là Giang Mỹ Huyền, em là ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Quê em cũng ở Đồng Nai luôn. Có gần nhà nhau không? Dạ, bạn này ở học ở khúc Biên Hòa, còn em ở khúc Long Khánh. À, còn em số 3 có phải Đồng Nai luôn không em? Dạ không, em là Hồ Phương Liên ạ. Hiện tại đây thì em đang là ca sĩ trẻ của dòng nhạc Trữ Tình dân ca. Trữ Tình, cất cái giọng lên nghe ngọt quá là biết dân ca Trữ Tình rồi. Còn em trai cuối cùng? Dạ, em là Lưu Quốc Việt, hiện tại em là ca sĩ trẻ. Ủa, cái bạn đầu tiên là không có là ca sĩ hả? Cũng đam mê ca hát anh. Cũng có đi hát luôn. Hy vọng rằng ngày hôm nay mình sẽ có cơ hội mang về thật nhiều cái số tiền thưởng từ chương trình. Đó là đội Tí Lia. Còn bây giờ, cái đội tiếp theo sau đây không biết cỡ nào mà lấy cái tên là coi bộ thấy loi nhoi dữ lắm luôn nghe quý vị. Đội Nhí Nhố. Em nói nghe nè, nãy giờ anh cảm giác giống như anh đang coi phim câm á. Anh thấy hình không, không thấy tiếng. Em mới nghe nè, không mấy mình làm lại được không? Tức là khi mà tụi em làm vậy á, phải cho cái hiệu ứng âm thanh vô, không nghe tiếng động gì hết trơn trời á. Dạ, mình làm lại được không? Làm lại luôn. Rồi, tại chỗ làm luôn nè. 2, 3, vô. Cái tên Nhí Nhố mà mình phải ra mình đúng với cái tên của mình chứ, đúng không? Rồi từng người giới thiệu anh nghe coi. Em xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Chính Thuần, em là sinh viên nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên nhạc viện, chà, vậy là cũng đồng nghiệp với các bạn bên kia rồi. Tiếp theo em gái. Dạ em chào khán giả, em chào anh Đại Nghĩa. Em tên là Nguyễn Thị Kiều Oanh ạ. Em đến từ Phú Yên. Dạ em chào anh Đại Nghĩa và mọi người. Em tên là Bích Vĩ. Dạ xin chào anh Đại Nghĩa và mọi người ạ. Em hiện đang là sinh viên của nhạc viện ạ. À, chung lớp luôn. Bốn đứa em là quen nhau như thế nào? Dạ tụi em là thành viên của một nhóm nhạc ạ. Là làm nghệ thuật hết, cho nên anh nghĩ rằng nó sẽ ngang tài ngang sức với nhau. Vì vậy anh sẽ giới thiệu cho các bạn hai đội trưởng, cũng là những người hoạt động nghệ thuật lâu năm, cũng là những người có giọng ca hay thiệt hay mà vui thiệt vui nữa. Họ sẽ là thủ lĩnh, là đầu tàu của các bạn. Và bây giờ anh sẽ giới thiệu với các em của đội Tí Lia một người thủ lĩnh vui, ca hay hay không thì không biết, nhưng mà đồng hương của các em nha. Hãy cùng gặp gỡ với anh Dương Lâm Đồng Nai. Dương Lâm. Yeah. Nhận bà con đi. Ba Đồng Nai, bé nào cũng đẹp, bé nào cũng dễ thương hết. Mà bốn bé đây đều là ca sĩ hết đó em. Em cũng là ca sĩ. Hát liền một cái cho bốn em tới nể nè. Bỏ cái bài anh Dương Lâm Đồng Nai đi nha. Anh sao em có bài đó à? Bây giờ anh kêu em bỏ thì em biết hát bài gì đây? Trời ơi, mình đã nói rằng là mình biết hát mà. Cú chim rừng kêu trong nắng á, im nghe im luôn nha. Như đó thôi, im đi.
im để cho mấy em nó ca cho em nghe nha. Là em im đi. Em im để cho bốn đêm nó ca cho em nghe. Dạ. Bốn đêm hát lại liền cái đoạn nhạc vừa rồi cho anh Dương Lâm nghe nè các em. 2, 3. Cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong nắng. Em nghe, im nghe, ve rừng kêu liên miên. Hay hay quá. Thấy không? Công nhận hôm Lâm anh kêu em im để mà nghe là hợp lý đúng không? Dạ. Đó, mấy đứa nhỏ hát hay quá mà em. Nó hát nhẹ nhàng quá anh. Ừ, còn em là ca sĩ dạo. Tự nhiên hát cái bị trợ liền. Cần ở em là cần cái sự mà bản lĩnh. Dạ. Cái sự mà mạnh mẽ, cái kiểu mà bất chấp á. Em có hết. Có hết đúng không? Dạ. Cho nên cần ở cái vai trò thủ lĩnh. Còn bên đây, các em thân mến, yên tâm. Anh giới thiệu cho các em một đội trưởng đẹp trai có thừa, hát hay có dư. Cỡ em không? Hả? Đẹp cỡ em không? Hề không anh? Hả? Hề hay không thì không biết nha. Dạ. Nhưng biết chắc là hát hay hơn Dương Lâm. Dạ. Chào đón đội trưởng Xin Tuấn Kiệt. Trời ơi. Trời ơi. Đội nhí nhố mà. Như thi vận động trường. Vận động trường á anh. Nhí nhố phải vậy chứ đúng không? À, nhí nhố. Mặc dù làm xong rất mệt. Dạ mệt thì em đừng thở. Biết mà. Làm quen với các em đi. À, chúng ta đẹp đều như nhau. Hát hay anh nghĩ là cũng ngon luôn. Đó. Vấn đề còn lại là kiến thức của chúng ta như thế nào. Và chúng ta sẽ phải thể hiện điều đó trong chương trình này. Chương trình của chúng ta gồm có tất cả là 3 vòng thi. 2 vòng đầu theo anh là quan trọng nhất. Nhất là cái vòng số 1. Nếu như các em bảo vệ được đội trưởng đi qua tới vòng 2 thì đội đó sẽ có thêm 10 triệu đồng. Yeah. Ủa là nếu mà rụng mình đi về luôn hả anh? Ai mà rơi mà rụng thì nhìn xem những chiếc két sắt đang treo lơ lửng trên kia. Trời những ơi. Khối sắt khổng lồ nó sẽ sa xuống. Rồi sao mà có được đem lên thuyền xong rồi chuyển đi xuất khẩu luôn anh? Không có đem lên thuyền đâu em. À, mà bỏ lên cái băng ca. À, dạ. Trời ơi. Cán vô trong cái phòng. Trời ơi. Mà căn phòng đó âm u lạnh lẽo trống trải lắm. Chỉ khi nào ở vòng 2 đồng đội của các bạn dùng đến cái quyền hồi sinh quay trở lại chương trình thì mới được. Nhưng quyền hồi sinh thì chỉ có một mà thôi. Rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chọn đầu cho đúng. Chiến thắng hay ra về tay trắng. Quý vị, chúng ta đang ở vòng thi đầu tiên. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Tổng giá trị giải thưởng cho vòng 1 này là 50 triệu đồng. Wow. Và bây giờ đội nào xung phong thi trước nè? Em. Tí Lìa thi trước hả? Em thi trước. Không cần thi sao để rút kinh nghiệm sao? Không. Em nghe 50 triệu là em hưng hực sức sống lên. Đúng rồi, chính xác. Với cái kiểu mà Tí Lìa như các bạn thì hơn thi trước. À, mời Tí Lìa. Và nó sẽ hiển thị ra 5 cái đáp án của chương trình. Nhưng ở câu hỏi đầu tiên này, trong số 5 đáp án đó thì chỉ có 3 đáp án là đúng mà thôi. Anh nếu mà trả lời sai là cái sắt nó sập xuống anh. Có không trở về không? À, cái đó thì chưa, em yên tâm. Dạ. À, bao giờ họ cũng sẽ trở về căn phòng trống. Dạ. Và quan trọng là các em phải chọn đứng ở 3 vị trí là ít nhất. Mời các em xem đáp án. Chùa cầu. Chùa trời khó vậy. Cái gì trời? Nón bài thơ. Chùa cầu nón bài thơ. Đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng. Hoa đăng. Hoa sữa. Hoa sữa. Cao lầu. Cái này là chắc liên quan đến những di tích phải không? Phải không? Ủa hoa sữa là di tích thôi em. À. Thôi mình coi câu hỏi nè. À. Quay lại phía sau nè. Đặc trưng nào gây nên ấn tượng cho du khách ở phố cổ Hội An? Bắt đầu. Nè, cao lầu 1 nha, đèn hoa đăng 2. Đèn hoa đăng, chùa cầu. Chùa cầu, chùa cầu, chùa cầu, chùa cầu, chùa cầu. Hoa đăng. Rồi ba. Anh vào cao lầu đi. Không. Cao lầu là chính xác rồi đó. Đúng rồi. Anh vô cao lầu nha. Chùa cầu, chùa cầu. 2, 3, vô. Vô cao lầu thôi. Đèn hoa đăng, đèn hoa đăng. Từ từ nha. Từ dài. Đúng không? Đèn hoa đăng đúng không? Ủa, nếu mà chắc chắn cao lầu sao không ba người dồn qua đó? Ừ, thôi vô. Nếu chắc chắn cao lầu thì qua đó bớt người đi. Chị qua đi, chị qua đi. Nhanh lên. Chắc chưa? Chắc rồi, chắc rồi. Thank you.
là chiến lược. Nếu như các bạn tin chắc đây là đáp án đúng thì mình dồn nhiều thành viên nhất có thể vào đó để mình bảo vệ cho họ, và đặc biệt là phải có mặt của đội trưởng. Em đến Hội An bao giờ chưa Lâm? Dạ em đến rất là nhiều rồi. Rất là nhiều luôn hả? Em đến đó em ăn món gì? Cao lầu đó. Ủa, em nghĩ đây là tên món ăn à? Cái gì đó? Cái gì? Có cái món gì đó. Có món cao lầu, có món cao lầu có anh. Có mà. Anh thấy em hoang mang quá, tại sao sạch chỗ này? Nhưng mà em chắc chắn là có món cao lầu. Có cao lầu. Không, em nghĩ rằng cái chữ cao lầu ở đây là tên một món ăn sao? Cao lầu là cái gì? Là một cái lầu ở trên cao. Ủa vậy luôn đó hả? Ừ. Vậy sao không mở quạt giùm em? Đánh đố nhau được mà em. Không, nhưng mà anh yên tâm đi, tại hôm bữa có một anh rủ em đi ăn cao lầu, cái xong rồi anh mới kêu là cao lầu là đặc sản ở Hội An mà em không biết hả? Thì em chắc chắn là có cao lầu rồi, anh yên tâm đi. Để hỏi thăm em gái bên đây có đèn dạ, quá đăng nè. Trời, sao em xem chọn này vậy? Dạ em thì hai em nghĩ là hai cái này, cái cao lầu là chính xác rồi, còn em loại trừ hoa sữa là nghĩ là của đặc trưng của Hà Nội và nón bài thơ là của Huế, cho nên em sẽ chọn em cái chọn đèn hoa đăng. Hay quá vâng. Em ơi, còn em trai sao em chọn chùa cầu? Thì em nghe cái địa danh miền Trung thì em nghĩ là chắc là có chùa cầu. Trời ơi gì vậy? Tự nhiên quy định miền Trung có cái chùa cầu à? Ủa rồi những miền khác không được có cái chùa cầu hả em? Mà em nghe cái địa danh này nó quen quen cho nên là em mường tượng ra vậy á. Mà biết tại sao gọi là chùa cầu không? Ý cái chùa trên cầu. Nhưng mà quan trọng là biết cái ngôi chùa nằm ở đâu thôi. Chờ đó. Đúng hay sai thì bây giờ chúng ta sẽ biết ngay thôi. Thấy em trai đứng lẻ loi cô đơn ở chùa cầu, cho nên anh cũng cầu cho em đúng. Anh sẽ công bố đáp án số 1 và số 2, chùa cầu và nón bài thơ. Đáp án của chương trình là chùa cầu nằm ở Hội An. Hình ảnh của chùa cầu có trên cái tờ tiền của chúng ta. 20.000. Còn lại đèn hoa đăng, hoa sữa và cao lầu. Anh sẽ công bố đáp án cao lầu. Tại vì cái tụ này đông nhất. Cao lầu, đáp án này đúng hay sai? Đúng rồi, đúng rồi. Được, đây cũng là một cái đặc sản của Hội An. Mà hồi nãy anh nói là thật đó nha. Hồi xưa đó, cái thời mà cái thương cảng Hội An sầm uất á, rất là nhiều những thương nhân đến đây mua bán này kia, thì cái món cao lầu lúc đó đó người ta ăn ở trên lầu cao. Vì vậy từ đó về sau mới có cái tên là món cao lầu. Rồi, còn lại hai đáp án đèn hoa đăng và hoa sữa. Để xem đáp án chính xác như thế nào. Xin mời. Đó chính là đèn hoa đăng. Vào buổi tối chúng ta sẽ thấy hình ảnh là những cái người mà thả những cái đèn hoa đăng trên cái dòng sông á, rất là đẹp. Chúc mừng các bạn, mời các bạn về chỗ. Yeah. Như vậy là đội Tia Lia đã bảo toàn được lực lượng của mình. Mỗi người 1 triệu, chị Chi 5 triệu cho câu hỏi của rồi.